Từ nhỏ đến lớn, các bạn của tôi vẫn hay bảo tôi là người thích kể chuyện, mà tôi cũng thích kể chuyện thật. Ngày hôm nay tôi cũng muốn kể chuyện cho các anh chị nghe một câu chuyện về người khuyết tật. Không biết các anh chị có muốn nghe không ạ? Nhưng mà trước khi kể chuyện thì tôi muốn hỏi các anh chị là các anh chị có biết là hiện giờ ở thành phố Hồ Chí Minh của mình có bao nhiêu người không ạ? Dân số thành phố Hồ Chí Minh đó khoảng bao nhiêu ạ? 10 triệu không? Khoảng 10 triệu đúng không ạ? Theo cái tiết lộ mới nhất trong cái báo cáo của Liên Hiệp Quốc vào cuối năm 2011 thì có 15% dân số thế giới là người khuyết tật. Có nghĩa là 7 tỷ người bây giờ thì có 1 tỷ người là người khuyết tật. Và ở Việt Nam mình thì vào cuối năm 2006, Tổng cục Thống kê Việt Nam cũng tiết lộ là Việt Nam mình có khoảng 15,3% người khuyết tật. Có nghĩa là bây giờ mình có 90 triệu người thì có khoảng hơn 13 triệu người khuyết tật. Thì con số không nhỏ chứ không nào hết đúng không ạ? Nhưng mà tôi nhớ là tôi có tiếp một cái nhóm các em sinh viên Canada đến thăm Trung tâm Khuyết tật và Phát triển cách đây không lâu. Thì có một em sinh viên hỏi tôi là ở Việt Nam ít người khuyết tật lắm hả? Tại vì em đi ở đây khoảng một tuần rồi mà em không thấy người khuyết tật đâu hết. Vậy thì người khuyết tật đi đâu hết rồi? Có một cái em đến trung tâm chúng tôi sinh hoạt đó. Em đến em thích lắm, đến sinh hoạt rất là thích. Nhưng mà sau đó mỗi lần chúng tôi có chương trình gọi thì em không đến được. Hỏi là tại sao em không đến? Thì em bảo là khi mà em đi đó thì mấy chị em trong nhà không muốn. Ở trong nhà bảo là đã cái thân như vậy còn bày đặt đi chơi, ở trong nhà giúp được việc nhà chút đỉnh phụ người này người kia còn có ít hơn, thành ra ở nhà không ủng hộ em đi ra ngoài. Có một em khuyết tật khác nữa thì em này bị rất là nặng, em phải ngồi trên xe và em đi học thì bạn mình giúp đẩy đi học. Thì em kể cho tôi nghe là một hôm bạn đang đẩy em đi học thì có một anh tới, anh này nhìn em rất là ái ngại. Ảnh rất là dễ thương, nhưng mà ảnh nhìn em ái ngại, ảnh nói là sao em bị như vậy mà em không ở trong nhà đi, em đi học làm chi cho nó khổ. Những cái người lành lặn người ta đi học, ta ra con tìm việc làm không được thì em đi học làm chi cho cực, biết em có tìm được việc làm hay không. Em kể mà em khóc, em nói là ảnh tốt bụng thật, ảnh thương em, ảnh mới nói. Nhưng mà em cũng có ước mơ của mình chứ, em cũng muốn đi học mà. Một em khác nữa thì đến và em kể là chị ơi, chắc là năm sau em phải nghỉ học. Tôi mới hỏi là tại sao em nghỉ? Thì em này bảo là năm nay em học ở tầng dưới, nhưng mà năm sau em lên lớp 9, phải lên trên lầu 3. Bởi vì trường xếp cho lớp 9 học trên lầu 3 thì em không lên được. Tại vì em này thì bị cột sống rất là nặng. Mỗi lần mà nhìn em này xoay trở đi bước lên từng cái bậc thang đó là mình còn thấy rất là khó khăn. Thì các anh chị hình dung là nếu em phải leo cầu thang lên đến tầng 3 thì dĩ nhiên là rất khó khăn, em phải bỏ học giữa chừng. Tôi có một lần tôi đang đứng chờ Thủy Tiên lấy xe để chở Thuy đi làm. Tôi đang đứng chờ thì có một bác dễ thương lắm. Bác đứng bác nhìn tôi, bác ái ngại lắm. Bác nhìn bác nói nhìn mặt con sáng sủa, mặt con bị như vậy rồi con làm gì con xấu. Bác ái ngại cho tôi lắm. Một em khác nữa, em này là sinh viên ở dưới quê lên Sài Gòn học. Thì em bảo là hôm đó em đi vô trong bưu điện thành phố để gửi thư về nhà. Em này bị tật cũng nặng, đi hai nạn. Thì các anh chị biết là bưu điện thành phố đi vô cũng phải lên mấy cái bậc thang đúng không ạ? Thì khi em này xoay trở để đi lên cái bậc thang thì có một chị cũng ái ngại lắm. Chị chạy đến và chị cho em này 10.000. Và em kể là chị cho em mà em ngỡ ngàng, em không biết nói làm sao hết. Thì các anh chị thấy rõ ràng là người ta không nhìn người khuyết tật có khả năng. Người ta nghĩ là người khuyết tật không có khả năng, không làm được gì hết. Và những cái rào cản thì đầy dẫy ở trong môi trường. Cho nên không có gì khó hiểu. Nếu bây giờ chúng ta nhìn vào con số thống kê thì chúng ta thấy là 1.000 người khuyết tật thì chỉ có dưới 1 người, có nghĩa là chưa có tới 1 người đi học đại học và cao đẳng. Mà những em sinh viên này có nguy cơ bỏ học rất là cao. Bởi vì các anh chị thấy là cả môi trường đại học của mình cũng không hề tiếp cận, không dễ dàng gì cho các em chút nào hết.
Dạ, đó cũng là lý do tại sao mà có khá nhiều doanh nghiệp khi tìm đến chúng tôi, nhờ chúng tôi tuyển các em khuyết tật đi làm cho các doanh nghiệp, thì có khi chúng tôi không tìm ra được các em khuyết tật đủ điều kiện để đáp ứng cái yêu cầu của các doanh nghiệp. Và nếu mà các doanh nghiệp đến tìm mà chúng tôi không tìm được những cái em khuyết tật đủ đáp ứng cái yêu cầu này, thì có thể các anh chị lại nghĩ là người khuyết tật lại không có khả năng. Nó giống như cái vòng luẩn quẩn, có nghĩa là các bạn không được đi học, cho nên các bạn không đáp ứng được yêu cầu, và người ta lại nghĩ là người khuyết tật không có khả năng. Mà các anh chị thấy, thường thì ai đó chỉ cần xấu hơn người khác một chút là mặc cảm rồi, đúng không ạ? Hoặc là nhiều khi mình ít tiền hơn người ta một chút, mình cũng cảm thấy mặc cảm. Nhưng mà người khuyết tật thì được ngân hàng thế giới xem như là người thiệt thòi nhất trong những cái cộng đồng thiệt thòi, và cộng đồng nghèo nhất trong những cộng đồng nghèo. Người khuyết tật rất là nghèo bởi vì họ không có cơ hội. Và người khuyết tật nếu mà theo họ đánh giá theo cái chuẩn đẹp của cái diện bên ngoài, theo cái cách nhìn thông thường, thì người khuyết tật cũng không đẹp, đúng không ạ? Như vậy thì người khuyết tật mặc cảm là chuyện dĩ nhiên. Họ nghèo nhất mà đánh giá theo chuẩn bình thường thì họ cũng không được đẹp, thì họ mặc cảm là chuyện dĩ nhiên rồi. Cho nên gần đây thì chúng ta lại nghe nói về công ước quyền của người khuyết tật, rồi chúng ta lại có cái luật người khuyết tật Việt Nam được thực thi vào đầu năm 2011. Trong đây nhấn mạnh đến cái quyền của người khuyết tật và kêu gọi người khuyết tật phải hòa nhập vào trong xã hội. Nhưng mà các anh chị hình dung những cái người đầy mặc cảm như thế, tự nhiên mình đưa ra ngoài xã hội và mình bảo người ta hòa nhập vào trong xã hội thì không dễ chút nào hết. Các bạn này sẽ không dám, dù là bảo là chính sách đã thay đổi rồi, mở cửa và mọi người mong đợi các bạn hòa nhập, nhưng không dễ gì hết. Và các bạn cần một cái nơi, nơi đó giống như một cái nơi trung chuyển, một cái nơi nó chuyển tiếp giữa cái thế giới đầy mặc cảm của các bạn với một cái thế giới hòa nhập bên ngoài. Và tôi nghĩ rằng trung tâm khuyết tật và phát triển của chúng tôi với cái hội quán có cái tên là Hội quán đời rất đẹp là cái nơi giống như thế. Các bạn khuyết tật đến đây sẽ thấy được là có những người cũng đồng cảnh giống như mình mà cũng đến đây cũng sinh hoạt, và những bạn đó cũng có người học đại học, cũng có những người có nhiều khả năng, để các bạn nhìn vô là thấy là mình cũng không khác gì những bạn khuyết tật này. Và hội quán cũng là nơi mà rất nhiều các anh chị là doanh nghiệp đến để giao lưu với chúng tôi, rất nhiều nghệ sĩ đến giao lưu với chúng tôi, cả những chuyên gia, các nhà báo, các anh chị bao bơm phóng viên các báo đài cũng đến đây để giao lưu với chúng tôi. Và khi đến đây thì các anh chị đã tạo cho các bạn khuyết tật sinh hoạt ở hội quán một cái cơ hội để các bạn thấy là ủa, các anh chị này không phân biệt đối xử gì với mình hết, và mình cũng không khác gì với các anh chị này hết, để các bạn có thể xây dựng được thêm cái lòng tự tin. Và với cái lòng tự tin đó thì các bạn sẽ sẵn sàng hơn để bước ra ngoài thế giới và hội nhập với mọi người. Hôm nay chúng tôi ngồi ở đây trân trọng cảm ơn các anh chị đến đây để chia sẻ với chúng tôi qua 7 năm hình thành và phát triển trung tâm. Tôi muốn chia sẻ với các anh chị những điều mà chúng tôi đã và đang thực hiện. Chứ thật ra ngày xưa là em sống với ba mẹ, chứ còn bà ngoại nghĩ là mình khuyết tật, mình không có đi đâu đâu nên là không có giấy tờ. Tới tới lúc mà bước chân lên thành phố rồi, lúc đó mới đi làm giấy tờ. Giấy tạm vắng một chỗ gì cũng có, giống như là mình đang sống qua vòng pháp luật vậy. Hồi đó cái anh ở xóm á, là nói em là bò lết ở dưới đất dơ không có làm được, do đó là chặt ra đi câu sấu. Ở dưới quê em có câu là cái gì bỏ đi thì chặt ra để câu cá sấu, có nghĩa là bỏ là không còn sử dụng được nữa. Là người có tố chất kiên cường bẩm sinh. Cho dù khuyết tật
do sốt bại liệt ập đến với cô lúc lên ba. Và cho dù lớn lên trong hoàn cảnh đầy những rào cản, nhưng tất cả vẫn không làm cô ngã gục. Không như đa số người khuyết tật, khi đã hoàn tất việc học, có bằng thạc sĩ ở nước ngoài. Kể từ đó, Yến luôn đi tiên phong trong phong trào quyền cho người khuyết tật tại Việt Nam. Cung cấp dịch vụ xã hội cho người khuyết tật không phải là món quà, mà là quyền của họ. Hãy sống và ước vọng để thấy đời mấy mong. Yến thành lập Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DRD vào năm 2005. Hầu hết các chương trình hay trung tâm hỗ trợ người khuyết tật vẫn còn áp dụng mô hình từ thiện. Những mô hình từ thiện này thì không giúp được người khuyết tật nâng cao năng lực của họ. Ở DRD, chúng tôi nỗ lực giúp người khuyết tật thay đổi nhận thức trước. Chúng tôi giúp họ nhận thấy họ cũng là con người có đầy đủ giá trị và khả năng. Họ chỉ cần được tạo cơ hội để phát triển khả năng này. My future. Các bạn, các em sẽ có một màn biểu diễn. Đến nay, DRD đã hỗ trợ cho hơn 3.500 đối tượng hưởng lợi và luôn đón chào những người mới đến với các hoạt động của mình. Đa phần người khuyết tật bị cô lập. Cô lập ngay trong chính gia đình của mình. Do đó họ cần ai đó để lắng nghe và hiểu những khó khăn họ gặp phải. Tôi thường lắng nghe câu chuyện của họ trước, rồi kể cho họ nghe câu chuyện của mình. Việt Nam không giống như Mỹ và các nước phát triển khác. Ở các nước phát triển, họ có đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật. Còn ở Việt Nam chúng tôi chưa có hệ thống như thế, nên chúng tôi luôn khuyến khích người khuyết tật thay đổi cuộc sống. Làm điều gì đó có ích chứ không phải chấp nhận số phận. Thường thì người khuyết tật gặp rất nhiều khó khăn khi đi ra ngoài cộng đồng. Do đó, các thành viên DRD đang ấp ủ và thực hiện một chiến dịch về một thành phố không rào cản cho tất cả mọi người. Một môi trường tiếp cận hơn, thân thiện hơn sẽ mở ra một cánh cửa để trẻ khuyết tật, người khuyết tật có cơ hội đến trường, đi làm, đến những nơi mà họ muốn. Đó mới là cách để giúp người khuyết tật thay đổi cuộc sống. Trước khi kết thúc chương trình, mỗi người tham gia đều viết ra giấy những ý tưởng về một cuộc sống tốt đẹp hơn và đặt nó trên một cái cây mà chúng tôi gọi là cây ước mơ tiếp cận. Chúng tôi dùng tất cả các cách hỗ trợ. Chúng tôi không chỉ hỗ trợ học bổng mà còn giới thiệu việc làm, tập huấn kỹ năng cho người khuyết tật. Chúng tôi tổ chức những đêm nhạc, những hoạt động thông qua các sự kiện, hội thảo. Chúng tôi tổ chức các hoạt động đa dạng để người khuyết tật đến với hội quán và tìm được niềm vui. Thành tựu lớn nhất của Yến và DRD là thay đổi nhận thức về vấn đề khuyết tật. Người khuyết tật đến với DRD để nhận ra vẻ đẹp và phát huy tiềm năng của mình, giống như vừa bước ra khỏi những căn phòng tối ám và thoát khỏi những hàm cá sấu kinh người. Tôi và các đồng nghiệp vẫn nuôi ước mơ về một trung tâm cộng đồng dành cho người khuyết tật. Như quý vị biết đó, chúng ta có nhà văn hóa thanh niên, có nhà văn hóa phụ nữ, nhà văn hóa thiếu nhi, nhưng chúng ta lại chưa hề có nhà văn hóa cho người khuyết tật, nên chúng tôi ao ước có một trung tâm như thế. Và sao không là gió là mây để thấy trời bao la, và sao không là phù sa rơi hoa màu cho hoa, sao không là bài ca
mất nó.